Thưa quý vị, chiều qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam chủ trì hội nghị chuyên đề phân cấp ủy quyền quản lý nhà nước theo mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn thành phố theo hình thức trực tuyến. Theo đề án phân cấp ủy quyền quản lý nhà nước theo mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, trong năm 2021, các sở ngành tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố ủy quyền 46 nhiệm vụ của Ủy ban Nhân dân thành phố và 23 nhiệm vụ của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho sở ngành, Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thủ trưởng các sở ngành và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thời hạn ủy quyền từ 1 đến 3 năm. Việc phân cấp ủy quyền nhằm phát huy quyền tự chủ, chịu trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan chuyên môn, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện trong việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước theo lĩnh vực địa bàn đúng quy định của pháp luật. Mặc dù đề án đã qua 4 lần tiếp thu chỉnh sửa, nhưng tại hội nghị, các sở ngành địa phương tiếp tục kiến nghị một số nội dung để đề án khi đi vào thực hiện sẽ phát huy được hiệu quả, đồng thời phù hợp với các luật hiện hành cũng như phù hợp với mô hình chính quyền đô thị. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh ghi nhận những kiến nghị của các sở ngành quận huyện, giao trách nhiệm cho Sở Nội vụ tiếp tục hoàn chỉnh đề án, báo cáo ban cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố chậm nhất vào cuối tháng 7 này, đồng thời đề nghị các sở ngành quận huyện tiếp tục rà soát và kiến nghị với thành phố những nội dung cần phân cấp để bổ sung vào đề án.